giờ rồi. Tui giờ rồi. Ấy, mảng da này. Da giòn đây. Quá giòn. Da giòn. Chắc không giòn đâu. Không giòn đâu. Bắt khoát luôn. Tóc vàng của Lào đấy. Quá đẹp các bạn, xuất sắc. Đi đâu ấy? Hôm qua là quá đà đêm mà. Hôm qua mất sức rồi ạ. Mất sức. Tát cho bác xem da này. Ấy đẹp chưa? Quá đẹp. Đấy, nhìn nha các bác nha. Da da cực kỳ chuẩn đấy. Nổ bì. Bây giờ chuẩn bị để mổ lấy nước gia vị ra nha các bác nha. Ra đúng cô. Các bác ơi, đòn như thế này không à? Ui trời. Nước này mới là nước ngon. Nước cực kỳ ngon đấy, ở trong bụng con heo quay ra đấy nha các bác nhá. Chỉ là mỗi miếng thịt lợn thì về. Thế thôi. Đấy, chảy sắp xong rồi các bạn, còn tí nữa là xong nhá. Xong bắt đầu. Quá đẹp nha các bác nhá. Đang tháo khớp. Già quá đẹp. Mang về này, 33 này. Lợn nó nhừ hết rồi. Nó nóng nó thế rồi, tí là nó chín hết rồi không? Chân nhá các bác nhá, đang tách cái chân giò trước ra. Rất nóng. Đây là cao thủ quay heo, quay lợn. Nước này chưa vào, cho vào nó trộn. Hết rồi em ơi. Rồi anh báo đi con số ơi. Trong một nửa chỗ này. Không phải đây. Đang là mấy luôn rồi. Quá giỏi, nghe tiếng kêu. Mà chỉ nha các bác nha. Giòn quá. Nóng, rất nóng các bạn ạ. Rồi. Ui rồi luôn. Ấy, mảng da này. Da giòn đây. Quá giòn. Da giòn. Chắc không giòn đâu. Không giòn đâu. Lợn mát.
nghe tiếng nó sửa các bác. Thử để hiểu nó giòn cỡ nào nhỉ. Đây chuẩn bị rút đòn này. Rút đòn. Ui giời. Đấy. Còn đang định lên đấy. Cái đang định lên đấy. Tối nay có ăn ở đây rồi. Sáng mà chưa bài. Ông đông như ông làm nào nó có này người. Nên gọi ông đông ra đây. Gọi ông ra đây mà nhìn. Mấy bọn em tận năm định lên đây. Thử miếng